Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-nô-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến." Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến. Tin mừng hôm nay là phần mở đầu của bài giảng về bánh hằng sống. Hoàn cảnh bài giảng là sự cần thiết phải có niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mọi người ăn no, Chúa Giêsu đi Ca-phác-na-ôm, dân chúng lại tuốn đến với người và người đã chỉ dạy họ làm việc để có của ăn cho sự sống đời đời. Việc làm này rất quan trọng, đó là tin vào người Đấng mà Chúa Cha sai đến. Với niềm tin này, chính Đức Giêsu sẽ ban mình người như nguồn mạch và lương thực cho sự sống đời đời. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại sự sống đời đời. Khi nói phải ra công làm việc, Chúa Giêsu muốn lôi kéo sự chú ý về Con Người của người và về sự cần thiết phải có niềm tin nơi người. Hơn nữa, căn cứ vào đề tài bánh và của ăn, Chúa Giêsu muốn loan báo chính người là bánh và của ăn cho đời sống vĩnh cửu. Tin là một việc làm. Tin Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến thì phải thực hiện điều mình tin. Vậy chúng ta đã tin chưa? Và chúng ta đã thực hành điều mình tin như thế nào? Tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì người từ Chúa Cha mà đến thì chúng ta phải thể hiện niềm tin đó bằng cách tin cậy mến Chúa khi lãnh nhận các bí tích, khi làm những việc đạo đức và cả khi chúng ta làm những công việc trong cuộc sống đời thường. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết làm việc để mưu cầu cho sự sống và dùng những việc làm đó như là phương tiện dẫn chúng con đến và hưởng sự sống đời đời. Amen.